Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn mẫu ốp AirPods Pro của hãng Santa Barbara. Cực kỳ đẹp này, thì cái mẫu này nó được bọc bằng da thật, da hạt này các bạn, hoàn thiện rất là đẹp. Đây là trên tay mình đang là chiếc AirPods Pro. Rồi, cái này nó có hai màu, màu xanh rêu và màu hồng rất là đẹp, được mạ một lớp vàng và vàng hồng ha. Thì mình sẽ gỡ cái này và mình gắn thử cho các bạn xem ha. Đây, đầu tiên mình sẽ thử mẫu màu xanh rêu đó. Cái hãng này là một cái hãng đồ thời trang cũng khá là nổi tiếng của Mỹ. Rồi, cái này là da thật nha các bạn. Bên trong họ có cho chúng ta một cái dây đeo cũng được làm bằng da và cái móc khóa màu vàng hồng. Thì mình sẽ cho các bạn xem chi tiết cái da này. Đó, mình sẽ quay cận cảnh luôn. Đây nè, mặt trong là da mộc tự nhiên nha. Đó, đây là mặt chính của nó. Da rất là đẹp, nhìn rất là sang. Rồi, còn đây là cái ốp được làm hai mảnh tách rời nhau. Sở dĩ là họ làm hai mảnh tách rời nhau là để cho cái phần phía sau này nó được đẹp, ôm sát gọn gàng cho nó không có bị đụng khi mà các bạn xài những cái mẫu da mà nó có một cái lớp, một những cái mẫu ốp AirPods Pro mà nó có một cái lớp phía sau á, thì nó sẽ bị có một cái phần đụng nên nó sẽ không có gọn gàng, không đẹp. Bây giờ mình sẽ gắn nó vào. Thì khi gắn các bạn để ý là cái chỗ này là nó có một cái đèn nè. Đó, thì chỗ này người ta sẽ khoét một cái lỗ chính xác với cái đèn đó luôn. Cái ốp này rất là đẹp nha các bạn. Người ta làm ở trong nè. Phần này cũng được cái chỗ mà cái phần khuyết này họ có làm một cái lớp rất là mịn, sờ vào rất là đã ha. Phía sau cũng vậy luôn. Chỗ này cũng vậy. Đó, rồi và nó rất là mịn màng, xịn sò. Rồi các bạn đặt vào. Đó, các bạn mở lên thử nè, cái nút nó chính xác nè. Cái này người ta làm hoàn thiện, chính xác tuyệt đối 100%. Các bạn gắn cái nắp vào thì các bạn đè sát xuống thì nó sẽ ôm khít hết, gần như là sẽ khít tuyệt đối. Đó, các bạn nhìn thấy cái sự hoàn thiện của họ nè, chi tiết chính xác tuyệt đối luôn, 100% luôn, không có một cái độ lệch một tí nào ha. Cực kỳ đẹp và cái này nó rất là chắc chắn, chứ nó không có bị bật ra, nó không có bị là cái khay nó không bị lỏng lẻo như là những cái ốp bình thường. Ở trên thị trường cũng khá là nhiều hãng làm cái ốp này, làm cái ốp mà kiểu hai nắp rời nhưng mà gắn vào nó rất là lỏng lẻo các bạn. Mình cũng có bán những một số loại đó nhưng mà mình thấy lỏng lẻo quá, mình không dám tăng luôn, coi như là mình để không luôn á. Ít nữa mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái clip để khắc phục những cái tình trạng mà bị lỏng đó, có một cách để cho các bạn khắc phục những cái chiếc ốp thường đó ha. Nhưng mà nếu mà có điều kiện thì các bạn mua cái này ok hơn, nó không có đắt lắm đâu, giá rất là tốt. Đây, cái móc của người ta sẽ làm, các bạn móc vào đây, đó là màu xanh dành cho anh em, các anh nam manly chơi màu này. Cái này nó là màu vàng rất là đẹp, bóng láng và sang lắm. Và cái này bên mình bán cũng một thời gian rồi ha, chứ không phải là mới đây, cũng khá là lâu rồi đó. Nhưng mà mình không có thời gian mình quay nó lên trên video, mình chỉ có chụp hình mình đăng trên bay Facebook thôi. Thì hôm nay sẵn tiện là mình rảnh, bây giờ này cũng là 9:30 tối rồi thì mình mới rảnh để mình quay cái clip này. Trong khi chờ đợi, tại vì trời nó đang mưa, mình cũng chưa có đóng cửa về được, thì mình sẽ quay cái clip này ở cửa hàng luôn. Đó, cho các bạn dễ hình dung, nhiều bạn ở xa khó hình dung được cái này, thì đây mình sẽ cho các bạn xem chi tiết. Và những cái mẫu da thật này thì nó rất là bền, bền và đẹp nha các bạn. Cực kỳ đẹp, bạn thấy không? Nhìn nó rất là sang trọng, ống ánh bóng bẩy,
mình bán lâu rồi nhưng mà chưa ai nói là cái này vấn đề này nó có bị phai hay không. Rồi bây giờ mình sẽ thử với lại cái màu hồng này ha, thì mình cũng hướng dẫn các bạn thao những cái ốp này luôn, nó rất là chắc nha các bạn, gắn vào nó ôm khít hết vừa vặn gọn gàng lắm. Các bạn mở nó lên, các bạn đẩy mạnh cái phần này đó là nó sẽ ra, đẩy cái phần mà cái chỗ cái khe này nè, đẩy ra nó sẽ bung ra. Rồi cái phần này các bạn rút lắc nó, các bạn lắc 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 nó sẽ ra ha, nó cũng không quá gọi là không quá khó khăn để cho các bạn có thể gắn và gỡ, nói chung là cũng đơn giản. Rồi họ bọc cái này là vì họ bảo đảm cho chúng ta là khi chúng ta nhận nó sẽ ở trong tình trạng hoàn hảo nhất, đẹp nhất, không có bị chảy xước này nọ. Rồi đây là màu hồng, màu hồng này các bạn nữ xài là tuyệt vời luôn, rất là đẹp ha các bạn. Đây da hồng ở trên video này, theo như mình nhìn trên cái ánh sáng này thì mình sẽ thấy là bên ngoài nó sẽ hồng hơn một chút nha các bạn nha, và cái ốp xanh rêu này cũng vậy, ở ngoài nó tối hơn, tại do đây là do ánh đèn neon nó chiếu vô nó bị sáng, cho nên là chúng ta sẽ nhìn thấy cái màu nó sẽ tươi hơn một chút. Rồi mình cũng lưu ý luôn là bên ngoài nó sẽ thấy không, cái này là keo nha các bạn, cái này là cái airbox của mình nó bị dính keo, rồi các bạn có thể chùi đi, rồi mình chùi nó đi ha. Rồi bây giờ mình sẽ gắn vào cái case màu hồng này. Đó, mở lên đó, phải cái nút chính xác nè. Rồi ấp cái này lên, các bạn đừng gắn ngược nha, các bạn để ý như vậy là ngược nè, các bạn phải gắn cái phần trước nhìn nó có cái lỗ và cái nắp của nó là sẽ hoàn thiện tuyệt đối chính xác luôn đó các bạn. Đó, cái này là màu vàng hồng rất là đẹp, rose gold cực kỳ đẹp, không thể nào chê được. Tại cái móc nó khóa này người ta làm cái màu vàng hồng cũng trùng với cái này, nhìn nó rất đẹp và xịn sò. Nói chung là cái ốp da Airbox Pro thì mình thấy cái này là đẹp nhất, không thể nào chê được. Đó, các bạn xem. Khi các bạn gắn vào các bạn nhớ bóp lại cho nó vừa khít nha, cho nó khít hết. Các bạn nhìn thấy cái độ chuẩn xác của nó nào, bạn thấy không? Những chiếc xe hơi mà những chiếc Lexus là đắt tiền như vậy nhưng mà làm những cái khớp này nhiều khi nó không có được chính xác đâu. Đó, cái này mình mở cho các bạn nhìn nè, cái chiếc mở ra như thế này, cái sau rất là chắc chắn, không thể nào mà rớt ra được, mặc dù là thiết kế hai mảnh. Rồi đó, các bạn gỡ thì cũng bật nó ra chắc lắm, các bạn phải đè ngay cái cạnh này, đợi thì nó sẽ ra nè. Ok rồi, gỡ ra, mình hãy đẩy ở dưới cái lỗ này một chút, xong các bạn sẽ lắc nó rất là chắc nha. Đó, mình sẽ lắc từ từ thì là bạn có thể gỡ nó được, đơn giản. Nhìn thấy hoàn thiện rồi, cực kỳ đẹp và xịn sò. Rồi ok, mình xin phép dừng video tại đây. Nếu các bạn có thắc mắc gì các bạn có thể là kết bạn Zalo số này ha, 0818002407, hoặc là nhắn mình trên Facebook Alovender, hoặc là các bạn có thể cài cái app Alovender trên App Store cũng được. Đó, hoặc gọi vào số hotline hoặc là nhắn Zalo, iMessage cũng được, bên mình sẽ trả lời ha. Mình đặt hàng thì các bạn cũng có thể đặt qua Zalo hoặc Facebook Alovender. Rồi nếu mà các bạn yêu thích Alovender thì hãy nhấn đăng ký kênh và ủng hộ cho shop mình ha. Cảm ơn các bạn.